để trả lời cái thiết kế studio headphone nào sẽ phù hợp với cả cái nhu cầu của bạn thì chúng ta phải tìm hiểu thứ nhất là về gì về cái mục đích và mục đích cốt lõi của cái studio headphone cũng như là các cái thiết kế các cái thiết kế chủ đạo của nó thì mục đích cốt lõi của studio headphone thì nó cũng tương tự như là uh, studio monitor thôi đấy là gì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái âm thanh trung thực nhất không nịnh tai không bóp méo để chúng ta có thể đánh giá đúng cái chất lượng âm thanh mà chúng ta đang thu cũng như là chúng ta đánh giá đúng chất lượng âm thanh của bản mix nhưng mà riêng đối với headphone thì là gì nó có một cái khả năng khác mà studio monitor không có đấy là gì đấy là khả năng cách ly với cả là tiếng ồn bên ngoài đấy khi bạn nghe nhạc bằng headphone thì đơn giản rồi thì bạn sẽ ít làm phiền người khác hơn là khi mà bạn nghe nhạc bằng studio monitor đúng không ạ và cái cái bối cảnh sử dụng chủ yếu của headphone đấy là gì đấy là trong quá trình tracking tức là trong quá trình thu âm và trong, trong thứ hai là trong quá trình mixing thì đối với quá trình mastering bạn có thể dùng headphone không thì tôi nghĩ là gì đối với quá trình mastering thì bạn cũng có thể bạn sử dụng uh, studio headphone nhưng là sao bạn sử dụng nó với tư cách là một gì là một cái công cụ tham khảo giúp bạn có một cái góc nhìn khác đối với cả bạn master thôi chứ còn bạn đừng dùng nó là cái công cụ duy nhất để làm mastering thì studio headphone nó có hai cái thiết kế chính là thiết kế close back và thiết kế open back và tôi sẽ giải thích cái các cái ưu điểm của từng các cái thiết kế để có thể bạn có thể đưa ra cái quyết định chọn lựa chính xác nhất đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết kế close back thiết kế close back là thiết kế Uh, headphone dạng khép kín có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta một cái lợi thế rất là lớn đấy là về độ cách âm, tức là cách ly âm thanh khi mà bạn nghe với cả là âm thanh bên ngoài. Thì nhờ đó cái thiết kế này nó lý tưởng cho cái quá trình thu âm bởi vì giả sử, giả sử khi bạn thu hát nhá thì bạn đeo headphone để bạn nghe tiếng hai tiếng hát của bạn và tiếng nhạc nền thì với cái thiết kế close back cái âm thanh nó sẽ khó bị lọt ra khỏi headphone và nó sẽ khó bị uh, thu vào mic uh, thu vào mic hát hơn so với cả là thiết kế headphone khác. Đấy thì tại sao cái yếu tố này lại quan trọng bởi vì sao? Bởi vì bạn có có thể là có thể đã có lần bạn ngồi bên cạnh người bạn của mình đang nghe headphone và bạn vẫn có thể là nghe thấy người ta đang nghe cái nhạc gì đúng không ạ? Thì cái vấn đề mà âm thanh nó lọt ra khỏi headphone nó không hề là gì nó không hề nhỏ như chúng ta tưởng và mic của phòng thu nó rất là nhạy chính vì thế này là sao dù một cái âm lượng rất nhỏ của headphone nó lọt ra thôi chúng ta mic nó vẫn có khả năng nó thu vào dẫn đến làm sao dẫn đến làm giảm chất lượng tín hiệu làm giảm độ sạch tín hiệu của bạn đấy vì thế nên làm sao với cái thiết kế này với cái ưu điểm số 1 là cách ly âm thanh cái vai trò phục vụ chính của close back headphone và đấy cũng là cái vai trò phù hợp nhất đấy là gì là phục vụ trong quá trình thu âm Đấy. nhưng bạn có thể mix với cả là hệ uh, close back headphone được không? Cũng được, cũng không có vấn đề gì lắm. Và bản thân tôi cũng đã cũng đã sử dụng close back headphone để mix để mix rồi và tôi thấy nó cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng mà một cái nhược điểm của cái close back headphone đấy là gì? Khi mà bạn nghe âm thanh trong close back headphone, bạn sẽ có cảm giác là gì? Uh, bạn sẽ có cảm giác là không gian của cả một cái bài hát nó như kiểu là nó chỉ gói gọn trong trong đầu của bạn vậy đấy nghe nó sẽ không được nó sẽ không được mở lắm và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cái thiết kế thứ hai đấy là gì thiết kế open back có nghĩa là thiết kế mở thì khác với cả close back headphone thì đây không phải là một cái thiết kế khép kín chính vì thế nên làm sao khi bạn nghe nhạc thì cái người bạn của bạn ngồi cạnh ngồi cách bạn tầm được khoảng hai ba mét thì họ khá là dễ dàng trong việc là nghe thấy và hiểu được là bạn đang nghe cái gì bạn đang nghe bài hát nào vân vân đấy thì chính vì cái yếu điểm uh, cách ly âm thanh kém như thế nên là sao open back headphone không phù hợp để phục vụ cho cái quá trình uh, thu âm nhưng mà làm sao nó lại có một cái ưu điểm đấy là gì âm thanh nó mở hơn nó tự nhiên hơn chúng ta sẽ ít bị nghe uh, khi, khi nghe nhạc chúng ta sẽ ít có cảm giác là mọi thứ nó chỉ loanh quanh trong cái khu vực cái đầu của chúng ta như kiểu là close back headphone. Đấy. Thì với với cả cái ưu điểm này thì là nó sẽ rất phù hợp cho cái quá trình làm sao? Quá trình mixing. Đấy. Và một cái khác nữa mà một cái điểm khác biệt nữa giữa close back và open back đấy là gì? Đấy là cái close back headphone thì thường là sao? Nó nó cho bạn cái âm trầm nó mạnh hơn một chút. Nhưng mà với open back headphone thì cái âm trầm của nó làm sao? Nó khá là tự nhiên. Nó tự nhiên hơn cái thiết kế close back. Tất nhiên là các cái khía cạnh này phải nói là tùy từng model. Ví dụ có những cái model vẫn có những cái model close back headphone nó sẽ cho bạn cái thứ uh, âm thanh tương đối là tốt và uh, cái âm trầm của nó khá là tự nhiên, nhưng mà cũng có những cái uh, headphone open back nó sẽ cho bạn cái âm trầm nó không được tốt cho lắm thế nên là sao dù mua cái loại nào đi chăng nữa bạn vẫn phải làm sao kiểm tra rất là kỹ và nghe thử rất là nhiều trước khi quyết định bỏ tiền ra mua và dù là chất lượng của close back headphone hay là open back headphone nó ở tầm giá nào đi chăng nữa thì hai cái ưu điểm quan trọng nhất của, 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 của nó là gì à thì cái ưu điểm quan trọng nhất của cái close back headphone đấy là cách ly âm thanh tốt thì nó vẫn không hề thay đổi và bạn hãy nhớ tóm lại bạn hãy nhớ những cái nội dung chính như sau close back headphone cách ly âm thanh tốt phục vụ cho quá trình thu âm rất là tốt và open back headphone thì làm sao cách ly âm thanh kém nhưng mà âm thanh khá là mở và tự nhiên chính vì thế nó phục vụ tốt cho quá trình mixing và trong trường hợp bạn chỉ có một cái headphone duy nhất mà bạn muốn làm sao sử dụng trong các cái điều kiện làm việc khác nhau lúc cả thu lẫn cả mixing thì tôi khuyên bạn nên lấy close back headphone